Lạm dụng rượu bia khiến 2,5 triệu người trên toàn cầu tử vong mỗi năm. Bia rượu cũng là thủ phạm chính của các vụ tai nạn giao thông. Theo thống kê thì có 60% vụ tai nạn giao thông có liên quan đến bia rượu. Tại hội nghị về phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, hầu hết các ý kiến cho rằng cần thiết xây dựng và ban hành luật phòng chống lạm dụng rượu bia đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Y tế cho biết, trong vòng 10 năm gần đây, lượng tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam tăng 300%. Theo một nghiên cứu, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ 3 tỷ lít bia, 68 triệu lít rượu. Tỷ lệ người điều khiển phương tiện giao thông cũng ở mức cao. Tuy lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý nồng độ cồn nhưng vẫn không thể kiểm soát hết các vi phạm. Do đó có đến 60% các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra trên sông Đồng Nai mà nguyên nhân chính là do người lái xà lan, say rượu đã tông vỡ cầu Hóa An. Tối ngày 8 tháng 5 năm 2014, trên địa bàn Hà Nội xảy ra vụ tai nạn liên hoàn do tài xế đã dùng bia rượu. Sau khi uống khá nhiều bia, tài xế lái chiếc Audi Q5 ra về và gây ra hàng loạt vụ va chạm với các ô tô, xe máy khác lưu thông trên đường.